nay mình làm clip salad trộn dầu giấm trứng và rau củ, gồm có một ít dầu giấm, 20 trứng cút và một ít cà chua bi ha, dưa leo và củ hành tây và salad. Giờ bắt đầu mình tiến hành làm ha. Trứng mình đã sắc sẵn, cà chua mình đã sắc sẵn, dưa leo và salad mình đã sắc sẵn. Nhớ là không thiếu cái món mayonnaise này nha. Hi, xin chào mọi người đã đến với kênh Thảo Vlog BB. Hôm nay mình làm clip món salad trộn dầu giấm, rau củ, ăn vừa mát mà lại vừa bổ nữa, lại vừa rẻ tiền nữa ha. Mời các bạn ha. Giờ mình đổ giấm vô. Hồi nãy mình sợ đổ giấm trước nó làm héo cọng salad cho nên mình giờ mình mới đổ giấm vô. Giấm này thì mình giấm nuôi ha. Giấm nuôi nên mọi người ăn yên tâm. Giờ bắt đầu mình rưới mayonnaise lên. Mọi người thấy có ngon không? Mọi người muốn ăn chay tương ớt thì mình rưới lên thêm. Ví dụ như có con nhỏ thì không ăn tương ớt thì không cần, nó ăn không được thì mình đừng có rưới. Đó, mình rước lên cho nó đẹp mà lại ngon nữa. Mayonnaise mà trộn với tương ớt nè, thấy mọi người thấy không, mayonnaise trộn với tương ớt ngon lắm. Thôi mời các bạn ha. Xà lách hôm nay ngon quá trời luôn. Ngon quá mọi ơi. Mấy đứa nhỏ thấy mấy cái màu này nè, thích lắm. Món ăn gì mà có màu á, mình trang trí lên. Cà chua, dưa leo, trứng, nó thấy thích à, nó ăn nhiều lắm. Nhiều người không ăn được mayonnaise, mà ăn mayonnaise ăn rồi là ghiền á. Lúc đầu mình quá ăn không được mayonnaise. Ông anh mình á, ông anh không ăn xong ông chỉ mình. Lúc đầu mình hơi khó ăn xíu, nó hơi béo béo, béo ngậy. Như ăn rồi ghiền quá. Nãy củ cải, củ hành tây mình xắt ra mình ngâm dầu giấm, ăn giờ nó chua chua, ngon. Giòn. Món này vừa mát lại vừa rẻ nữa, tốt cho cơ thể nữa. Cà chua bi á, ăn vô nó ngọt, nó giòn. Cà chua bi mình ăn sống cũng được, ăn không á nó ngọt lắm. Quá mọi người ơi, rưới chút giấm vô chua chua ngon.
Quá. Rưới mayonnaise vô ha. Ngon quá trời. Béo. Mọi người giờ trời nắng đây nè, mọi người làm thử cái món này thử coi. Trời ơi, ăn nghiền luôn. Nó dễ, cũng dễ làm mà lại ngon nữa, rẻ nữa. Mình mua xà lách, dạo này xà lách nó rẻ ghê, có 5.000 chừng này quá trời luôn. Xà lách, xà lách nhúng á, ăn vô nó giòn cái miệng, nó giòn của củ hành tây á. Làm món này mấy anh nhỏ khoái lắm. Mình không có giỏi nấu ăn nhưng mà mình rất là siêng làm, mình thích nấu lắm. Nấu riết nó quen, càng nấu mình càng lên tay. Cái chén này nè ngon lắm. Mình lấy mà nửa vô ne, nửa chai vô ne và một ít tương ớt quện chung, tỷ lệ 50-50. Trộn vô, trời ơi, cái màu nó đẹp, nó lại không cay nữa. Ngon. Mọi người cứ về làm thử coi. Trứng á, chấm vô béo. Trời ơi. Cái củ hành tây á, mình muối giấm ngon ghê á, mình trộn với giấm. Mình sợ mình ăn không hết nên mình ăn tới đâu mình trộn tới đó. Ngon. Dưa leo. Quá tuyệt vời mọi người ơi. Mọi người đón xem nữa mình ăn hết cái mâm này không? Ngon quá. Ăn vô nha. Miếng giòn tan. Béo ngậy. Đã. Cái mayonnaise nè,
mình trộn với tương ớt, xong cái mình làm cái món mà tôm lăn bột chiên lên, trời ơi mấy đứa nhóc nó khoái. Tuyệt vời. Mình làm rớt hoài, nó nhỏ quá. Gấp nó rớt, dễ rớt á. Món này mình ăn với cơm cũng được, mình ăn không cũng được. Tuyệt luôn á. Có vị chua chua của giấm. Vị béo của trứng. Vị thơm của mayonnaise nè. Thơm và béo lắm. Củ hành này có vị giòn, hơi the the. Cà chua vị ngọt, hơi chua chua xíu. Cái cà chua bi thì nó không có chua. Mình cắn cái trái cà chua bi á, ăn miệng ngang cái rụp một cái. Nó đã. Trứng rớt rồi. Tiếp ăn. Một lần mình ăn như vậy, chai mayonnaise này mình mua hồi sáng mình mua 18 ngàn với cái với lại cái chai cũ ở nhà mình đã có sẵn rồi. Chai cũ thì mình trộn với lại tương ớt này. Mọi người thấy ngon không? Wow. Đã luôn á, nhìn đã chưa? Thôi video của mình tới đây là kết thúc ha. Nên mọi người nếu mà thấy hay ấy, thì cho mình một like, một share và nhớ đăng ký kênh của mình nha, để theo dõi của mình những video của mình ra tiếp theo ha. Thôi bye bye, tạm biệt mọi người.